Cuối cùng là dứa sấy dẻo với một màu vàng ươm vô cùng bắt mắt và có hương thơm khá là nồng nàn. Xin chào cả nhà, quay trở lại trong video ngày hôm nay thì Hường sẽ sử dụng chiếc máy sấy 32 khay thuộc dòng máy sấy hoa quả hiệu năng cao của New Sun để sấy các loại hoa quả khác nhau, kiểm tra thực tế chất lượng sản phẩm như thế nào nhé. Thấy Hường đã chuẩn bị sẵn rất nhiều các loại trái cây khác nhau như là mít, ổi, dứa và cam. Tuy nhiên trên thực tế nếu như mà các bạn có nhu cầu thì sản phẩm tuy tên là máy sấy hoa quả nhưng còn gây bất ngờ khi sấy được rất nhiều các loại sản phẩm khác như là rau củ, hoa trà, các loại hạt, thịt, hải sản. Đầu tiên sau khi đã lăn mỏng trái cây, chúng ta xếp nguyên liệu dàn đều một lượt trên các khay với kích thước mỗi khay là 39,6 x 39,6cm chứa được rất nhiều loại thực phẩm nên lưu ý không xếp chồng chéo các lát lên nhau để hiệu quả sấy được cao nhất nhé. Sau đó thì mới mở cánh cửa máy sấy với quai cẩm tiện lợi thiết kế ngay trên cánh, xếp lần lượt các khay vào bên trong. Tiếp theo thì Hường sẽ cài đặt chế độ nhiệt độ và thời gian cho các nguyên liệu sấy trong ngày hôm nay. Tuy nhiên có một điểm rất đặc biệt đối với dòng máy sấy hoa quả hiệu năng cao này của New Sun, đó là không chỉ đầy đủ các chế độ cài đặt nhiệt độ, thời gian vô cùng thông minh và hiệu quả, thì dòng máy sấy này có bảng điều khiển được chuẩn hóa 100% bằng tiếng Việt. Khác với phần lớn các mẫu máy sấy trên thị trường hiện nay sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hay Trung Quốc, ưu điểm này sẽ giúp người dùng điều chỉnh dễ dàng hơn cũng như không xảy ra sai sót. Cùng với đó, do được trang bị hệ điều khiển riêng trên mỗi tầng nên hai tầng sấy hoạt động độc lập, mỗi tầng 16 khay giúp nâng cao hiệu suất làm việc của máy trong cùng một khoảng thời gian. Hệ điều khiển trang bị giải nhiệt độ rộng từ 40 tới 90 độ C và cài đặt thời gian từ 0 tới 15 giờ nên các bạn yên tâm có thể điều chỉnh linh hoạt sấy nhiều loại hoa quả, thực phẩm. Với các nguyên liệu đang có thì Hường sẽ để nhiệt độ ở 70 độ C và cài đặt thời gian khoảng 7 giờ đồng hồ. Nếu các bạn đang không biết nên để nhiệt độ sấy nào phù hợp cho nguyên liệu của mình được thơm ngon nhất thì đừng quên phía bên phải của bảng điều khiển được thiết kế hướng dẫn cụ thể bằng tiếng Việt về nhiệt độ và khoảng thời gian cho từng loại nguyên liệu sấy. Nhiệt độ mà các bạn đã cài đặt sẽ luôn được duy trì ổn định trong suốt quá trình sấy bởi vì máy được thiết kế dơ le cảm biến nhiệt sẽ tự động ngắt khi nhiệt độ đã đạt và tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép, do đó là sẽ tiết kiệm điện tối đa cho người dùng. Suốt quá trình sấy chúng ta cũng dễ dàng quan sát trạng thái của thực phẩm qua lớp kính cường lực trong suốt này để có thể linh hoạt điều chỉnh sao cho phù hợp. Trong khi chờ đợi thành phẩm thì Hường sẽ bật mí điểm đặc biệt thứ hai của dòng máy sấy hiệu năng cao cũng như của chiếc máy sấy 32 khay hiệu năng cao này của New Sun nhé. Dòng máy sấy này là phiên bản cải tiến mới nhất, động cơ quạt gió tản nhiệt được nâng cấp mạnh mẽ hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của máy. Động cơ của máy hút không khí từ bên ngoài vào qua hệ thống thanh nhiệt khô để làm nóng và thổi khí nóng tuần hoàn khắp khoang sấy bằng hệ thống quạt gió. Từ đó nước sẽ tách dần khỏi nguyên liệu và bị đẩy ra ngoài thông qua các khe tản nhiệt. Sản phẩm được sấy nhanh chóng và đảm bảo chất lượng đồng đều. Sau 7 giờ đồng hồ thì chúng ta hãy cùng Hường lấy và review sản phẩm của máy sấy hoa quả 32 khay hiệu năng cao của New Sun xem hiệu quả như thế nào nhé. Bây giờ thì Hường sẽ kiểm tra chất lượng của mít sấy dẻo đầu tiên với một màu vàng đậm rất là hấp dẫn, đặc biệt là có một cái hương thơm đặc trưng của mít chín. Bây giờ thì Hường sẽ cùng nếm nhé. Nó có một độ dẻo và độ dai rất là vừa phải và giữ được nguyên cái vị ngọt ban đầu của mít tự nhiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nếm thử cam. Với cái màu sắc này thì cũng cực kỳ là lôi cuốn với một màu vàng đậm, vàng ươm của cam. Và mình sẽ lấy một miếng nhỏ để ăn thử nha. Nó có một hương thơm nồng và khá là dẻo, đặc biệt là có cái vị ngọt nhẹ và hơi the của cam vẫn rất là tự nhiên. Giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra đến ổi. Ổi có hương vị chua, hòa quyện lẫn hương vị ngọt. Đặc biệt khi cắn thì nó có một cái độ giòn vừa phải cùng với độ mềm dẻo của ổi sau khi sấy dẻo, cực kỳ là hấp dẫn. Cuối cùng là dứa sấy dẻo với một màu vàng ươm vô cùng bắt mắt và có hương thơm khá là nồng nàn.
Dứa sấy dẻo có vị chua chua ngọt ngọt tự nhiên và độ dẻo dai vừa phải. Đúng là để có thể thưởng thức được hoa quả sấy dẻo vừa thơm ngon, có độ mềm dẻo vừa đủ, vừa giữ được những hương vị khoáng chất vitamin có lợi cho sức khỏe, thì không thể thiếu được một thiết bị sấy hiện đại thông minh như chiếc máy sấy hoa quả 32 khay hiệu nâng cao này của New Sun, phải không nào? Rồi, sau khi sử dụng xong thì chúng ta nhớ vệ sinh máy để có thể kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm. Tuy nhiên, việc vệ sinh thì cũng vô cùng là đơn giản thôi, bởi vì toàn bộ chất liệu của máy đều được làm bởi inox cao cấp, không lo han gì qua thời gian, vô cùng sáng bóng và đẹp mắt. Đặc biệt là với độ dày là 0,8mm thì tuổi thọ của sản phẩm có thể lên tới trên 10 năm, nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền. Vừa rồi thì các bạn đã cùng với Hường review về hiệu quả của chiếc máy sấy hoa quả 32 khay hiệu nâng cao của New Sun. Với thiết kế vô cùng hiện đại, 2 tầng khay, hoạt động độc lập thì máy cho năng suất vô cùng cao, rất phù hợp với các cơ sở chế biến sản phẩm sấy khô quy mô từ trung bình cho tới lớn. Và đừng quên, khi các bạn đặt mua sản phẩm này tại điểm máy New Sun sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh, cửa hàng, điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được báo giá chi tiết và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc liên hệ tới số máy hotline của điện máy New Sun 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe để có thể nhận được những video mới nhất tại điện máy New Sun. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.